Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì hiện tại thì bên Hoa Viên đang cho người xuống làm cái gì tại mộ này có tiếng gì. Chú bán bánh uống. Chú không có bán bánh uống à. Vừa ra cổng thì cái đường nó tóc nha bảo đây. Thì cứ rẽ bên trái quất khác một cái đủ. Rồi ơi, bữa đi lạc. Đi đường nào đi lạc. Trời ơi, lạc đường nó tóc nha. Đường nó tóc đây là thẳng quất khác một cái rồi đủ một bên rẽ đâu mà anh lạc vậy? Đi cái đường cúng rồi, cúng cái đường cúng cao tốc. Đường ăn như cốm luôn, mình vừa ra cái mình quẹo cái lụm tiền. Dạ. Lụm dễ ăn lắm. Tại sao nãy anh chỉ bả gì hai ba cái đèn đỏ gì cái vòng xoay gì tùm lum như vậy? Đâu, thì cái vòng xoay thì ra đồng cái đèn đỏ đó, cái bùng binh có bông sen đó thì chỗ đó là xanh đỏ cái đầu mình ôm trái nè. Chứ có không có quẹo con trái thì thẳng đường một luôn. Ôm trái là chúng đèn. Ôm trái là chúng bụng con rồi. Chúng quay bụng luôn rồi ngay. Trời. Nãy mình chỉ bả dành đường giống đây thẳng ra ngoài cây số tới đường cao tốc. Tại vì bả nói tôi hỏi bà, tại vì Bình Thạnh thì bà từ ở cái chợ Dấp cho qua Bình Thạnh gần sạch tạc. Thì đó nãy mình cũng chỉ dấp như Bình cái đường cao tốc về mà nãy anh chỉ trong đây gì bả hai ba cái vòng xoay hai ba cái đèn đỏ tùm lum với bả. Đúng rồi. Chú anh chị anh ơi. Ai có buôn bán nhiều rồi kẹo kéo thì vô. Chào mừng quý vị chú anh chị quay lại với kênh Vlog Vlog nha. Rồi Vlog nha. Ấy ghê quá. Rồi vô đốt nhà ngẫu đi rồi tránh gì cả. Chưa sao mới tới rồi đúng không? Bớ cứ chưa có đốt. Bên nào Hoa Viên lại làm gì đây cô chú anh chị à? Đâu rồi. Thì bên Hoa Viên đều ngồi xuống làm cái gì nè đây nè cô chú anh chị. Làm gì dưới cống này nè. Wow. À, trong đây có cái ống nước của chú anh chị ơi. Quá đặc biệt luôn. Cái này gọi là trong cái ống nước có cái ống nước. À, trong cái đường cống á là có ống nước mới luôn cô chú anh chị. Quá tuyệt vời à. Hoa Viên đúng là quá tuyệt vời của chú anh chị. Ghê thiệt. Ghê quá. Khi mà nhìn thẳng vô là thấy chỉ có ống nước thôi, thấy đúng rồi. Đang thui thui lùi. Thì phía xa xa thì đây của chú anh chị có cặp kỳ lân đã được đặt ra phía ngoài cổng này cô chú anh chị. Là không còn đặt trên mộ của con năm vũ linh nữa cô chú anh chị. Đều cũng khá là đặc biệt nha cô chú anh chị. Đây là con kỳ lân đực nghe cô chú anh chị, là một chân đạp ngọc nè đó. Đây là cô chú anh chị, đây là đạp đào chân đạp ngọc nè, là kỳ lân đực. Nhưng mà vị trí để là không hợp lý nha cô chú anh chị, không hợp với phong thủy. Đực là phải để bên phải, cái là bên trái nha cô chú anh chị. Anh thấy gì không anh Cảnh? À, gì? Con gì nó bò? À, con giun. Con giun hả? Con giun đất. Bất ngờ bò xuống miệng cống của chú anh chị ơi. Thấy ghê. Hướng di chuyển rất là lạ luôn. Bò rất là chậm. Mày vô có cái ống gì ta? Con bò rất là chậm. Di chuyển chậm hơn rùa đó cô chú anh chị. Nói chung là con kỳ lăn cái này là được đặt bên trái nó mới đúng nghe cô chú anh chị. Nè, nó đang ôm con là cô chú anh chị. Là đặt vô bên phải là không đúng. Bên phải là phải đặt là kỳ lăn cha đực. Đó. Cô chú anh chị. Đây. Thì con kỳ lăn ca đực đang nằm bên kia. Đó, thì có nhiều khán giả bình luận cũng là chia sẻ là đực là phải để bên phải, cái là bên trái nghe cô chú anh chị. Nó sẽ hợp với phong thủy hơn.
đó. Thì lý do cặp kỳ lân này được dời ra phía bên ngoài là do không hợp phong thủy của chú anh chị. Thì phía xa xa bên trong mộ thì cũng có khán giả đến viếng mộ cậu Năm chưa, cũng khá là đông đây cô chú anh chị. Đây à, phía xa xa này cô chú anh chị. Như này hiện tại là trên mộ chỉ còn cặp rồng thôi. Thì cặp kỳ lân đã được đem ra phía ngoài rồi. Đây thì hôm qua cô chú anh chị thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, đó là giữa hai cặp kỳ lân đụng độ nhau, đó là cặp kỳ lân màu hồng và cặp kỳ lân màu trắng của chú anh chị. Thì hiện tại thì cặp màu hồng được di dời ra phía bên ngoài rồi, đây. Còn cặp màu trắng thì không biết có được đặt trên mộ hay không, thì đó đang là vấn đề đang được nhiều khán giả quan tâm của chú anh chị. Đây là cái đường đi này của chú anh chị. Thì cặp kỳ lân đang được đặt phía trước, không còn đặt trên mộ của cô Năm nữa. Thì cũng nhiều khán giả là thắc mắc là tại sao là không cho đặt trên mộ nghe của chú anh chị. Rồi do giữa chị Hồng Loan với bên Hoa Duyên đó là không thống nhất với nhau hay của chú anh chị. Và chị Hồng Loan thì không cho đặt trên mộ của cô Năm Vũ Linh, thì Hoa Duyên thì không cho để bên dưới đó, nên hai là ý kiến là trái chiều nhau, nên quyết định là đem cặp kỳ lân này ra bên ngoài để của chú anh chị ơi, phía ngoài luôn. Đây ở phía bên ngoài luôn đó, của chú anh chị cũng thấy rồi đó. Thì hiện tại hồi nãy bên Hoa Duyên có cho người xuống để làm cái miệng cống là của chú anh chị ơi, tại vì cặp kỳ lân đặt ngay đây rồi thì làm miệng cống lại cho nó được khang trang, cho nó đẹp của chú anh chị. À, này là. Thì cô chú anh chị mình xem nhé, cho cảnh một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để cảnh để có động lực ra những video mới cho cô chú anh chị xem. Thì cảnh xin kết thúc video luôn cô chú anh chị ơi.